Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các công ty điện lực, các khách hàng sử dụng điện lớn. Ngay từ đầu năm 2023, Bộ Công Thương đã tập trung chỉ đạo các tập đoàn năng lượng EVN, PVN, TKV và các doanh nghiệp ngành điện thực thi quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và tin cậy, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, thị trường năng lượng thế giới diễn biến rất phức tạp, giá năng lượng tiếp tục bị đẩy lên mức cao, trong khi ở nước ta, biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino gây ra tình trạng hạn hán, làm cho lưu lượng nước về các hồ thủy điện trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều giảm mạnh so với cùng kỳ nhiều năm trước, ảnh hưởng lớn đến khả năng phát điện của các nhà máy thủy điện. Bên cạnh đó, công suất và sản lượng của các nhà máy điện gió cũng suy giảm sâu do gió kém nên chỉ đạt 5,6% so với công suất lắp đặt của các nhà máy. Tại buổi phát động, Bộ Công Thương kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân trên toàn quốc hãy đồng tình ủng hộ, chung tay chia sẻ khó khăn với ngành điện, tăng cường thực hiện đồng bộ, triệt để các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô, trước mắt từ nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đối với các doanh nghiệp, cần có kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, đồng thời chú trọng lắp đặt các nguồn năng lượng tái tạo sử dụng tại chỗ để giảm tiêu thụ điện từ lưới điện quốc gia.